Xin chào các bạn, cách đây khoảng gần 1 năm thì mình đã có lên một video so sánh giữa hai mẫu đồng hồ Coros P2 và Garmin Forerunner 25S, và phần thắng thì chắc chắn nghiêng nhiều hơn về chiếc đồng hồ của Garmin. Vậy thì trong năm nay chúng ta đã có chiếc Coros P3 mới nhất với khá nhiều điểm cải tiến và thay đổi, thì liệu đã cân được kèo so với Garmin Forerunner 25 hay chưa? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên về mức giá thì với Coros P3 chúng ta đang được bán với mức giá niêm yết là khoảng hơn 6 triệu đồng. Còn đối với Garmin Forerunner 25, mặc dù đã ra mắt được khoảng hơn 1 năm, nhưng chiếc đồng hồ này vẫn có mức giá xấp xỉ khoảng hơn 7 triệu đồng. Như vậy thì với mức giá chênh lệch khoảng 1 triệu đồng, thì Coros P3 đang là chiếc đồng hồ có mức giá tốt hơn. Tiếp theo là về phần thiết kế, thì về cơ bản hai chiếc đồng hồ này chúng ta đều sử dụng chung một chất liệu, đó là polymer cốt sợi, và mặt kính thì sẽ là mặt kính cường lực. Và đồng thời thì khả năng chống nước của cả hai chiếc đồng hồ cũng đều là 5 ATM. Như vậy xét về mặt độ bền thì mình đánh giá cả hai chiếc đồng hồ này là hoàn toàn tương đương với nhau. Tuy nhiên thì ở trên Forerunner 25 chúng ta sẽ có cơ chế điều khiển bằng 5 nút cơ vật lý. Còn đối với Coros P3 thì chúng ta sẽ có sự tinh giản hơn khi sẽ chỉ có một nút xoay và một nút back ở phía bên tay phải. Và ngoài ra thì với Forerunner 25 chúng ta sẽ có kích thước lớn hơn, cụ thể là 45,6mm. Còn đối với Coros P3 thì chỉ là 42mm. Như vậy thì nhìn chung có thể thấy rằng Forerunner 25 sẽ phù hợp nhất đối với những ai có cổ tay kích thước khoảng từ 16cm đổ lên. Còn đối với Coros P3 thì sẽ phù hợp đối với những ai có cổ tay khoảng dưới 16cm. Và kích thước lớn hơn thì cũng đồng nghĩa phần hiển thị bên trong của Forerunner 25 cũng lớn hơn, cụ thể là 1,3 inch với tấm nền MIP. Còn đối với Coros P3 thì chúng ta sẽ có tấm nền Memory LCD với kích thước hiển thị là 1,2 inch. Tuy nhiên thì với Coros P3 chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn một chút khi chiếc đồng hồ này sẽ có khả năng cảm ứng được ở ngay trên màn hình. Còn đối với Garmin Forerunner 25, chúng ta sẽ chỉ có thể sử dụng nút cơ 100% thôi các bạn nhé. Tiếp đến là về thời lượng pin, thì theo như trải nghiệm thực tế của mình, Forerunner 25 có thể đáp ứng được khoảng 8 cho tới 9 ngày sử dụng. Còn đối với Coros P3 sẽ dao động được khoảng tầm 12 ngày sử dụng. Như vậy mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhưng thời lượng pin của Coros P3 lại ấn tượng hơn so với Forerunner 25. Và về thời lượng pin sử dụng GPS thì mình đánh giá cả hai chiếc đồng hồ này đều khá là tương đồng với nhau. 25 tiếng sử dụng nếu như chúng ta bật tất cả hệ thống vệ tinh, và khoảng từ 15 cho tới 16 tiếng nếu như chúng ta sử dụng chế độ GPS băng tần kép hoặc là đa băng tần. Về cảm biến thì nhìn chung cả hai chiếc đồng hồ này đều được trang bị rất đầy đủ, như là cảm biến nhịp tim, nồng độ trong máu, la bàn, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, nhiệt kế, khí áp kế để đo độ cao. Và đồng thời thì cả hai chiếc đồng hồ này chúng ta cũng được trang bị công nghệ GPS mới nhất và chính xác nhất của cả hai hãng, đó là đa băng tần ở trên 25 và công nghệ băng tần kép ở trên Coros P3. Tuy nhiên thì với Forerunner 25 chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn một chút khi chiếc đồng hồ này được trang bị công nghệ sát IQ của Garmin. Nói một cách đơn giản, đó là chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có khả năng tự động lựa chọn được chế độ GPS phù hợp với điều kiện của môi trường để có thể tối ưu được thời lượng pin. Tiếp theo là về khả năng kết nối, thì với Coros P3 chúng ta sẽ được trang bị kết nối Bluetooth và Wi-Fi để có thể đồng bộ được dữ liệu. Còn đối với Garmin Forerunner 25 chúng ta sẽ chỉ có kết nối Bluetooth. Tuy nhiên về thực tế trải nghiệm khả năng kết nối với điện thoại thì mình thấy rằng Coros P3 sẽ không được ổn định cho lắm. Bởi vì ví dụ như là khi mình luyện tập ở ngoài trời và để điện thoại ở nhà, thì khi kết thúc bài tập và quay trở lại thì Coros P3 lại không thể tự động kết nối được với điện thoại của mình, mà thay vào đó mình phải mở lại ứng dụng Coros lên thì cả hai thiết bị mới có thể đồng bộ lại dữ liệu được với nhau. Còn đối với Forerunner 25 thì mình hoàn toàn không gặp hiện tượng này. Và về tính năng giải trí thì Coros P3 sẽ có lợi thế lớn hơn một chút khi chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có khả năng nghe nhạc offline ở ngay trên đồng hồ và kết nối với tai nghe Bluetooth. Còn đối với Garmin Forerunner 25 thì nếu như các bạn muốn nghe nhạc ở trên đồng hồ thì chúng ta lại phải lựa chọn sang phiên bản Music, và mức giá thì lại cao hơn khoảng 1 triệu đồng nữa. Về tính năng theo dõi sức khỏe thì đây có lẽ sẽ là một lợi thế rất lớn của Garmin, bởi vì ở trên 25 chúng ta sẽ có rất nhiều chỉ số như là theo dõi nhịp tim 24/7, có cảnh báo nhịp tim cao thấp bất thường, đo nồng độ trong máu, bước chân, calo tiêu hao trong quá trình hoạt động và nghỉ ngơi, mức độ căng thẳng, năng lượng cơ thể, đếm nhịp thở, trạng thái thay đổi nhịp tim HRV, theo dõi và chấm điểm giấc ngủ chuyên sâu. Còn đối với Coros P3 thì như mình đã nói ở trong video review, chiếc đồng hồ này sẽ chỉ có một vài thông số cơ bản và khá là nghèo nàn, như là theo dõi nhịp tim 24/7, không có cảnh báo nhịp tim cao thấp bất thường, đếm bước chân, đo nồng độ trong máu, calo tiêu hao trong quá trình hoạt động chứ không có calo nghỉ ngơi, theo dõi các khoảng thời gian ngủ chứ không có phân tích và chấm điểm chuyên sâu như là Garmin. Về tính năng thể thao thì với các môn thể thao phổ biến như là chạy bộ,
chạy địa hình, đạp xe, bơi lội, 3 môn phối hợp, gym, cardio, thì nhìn chung cả hai mẫu đồng hồ này của chúng ta đều hỗ trợ tốt. Tuy nhiên ở trên Forerunner 25 chúng ta sẽ có thể hỗ trợ thêm nhiều các môn thể thao khác nữa như là bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, tennis, hit, pilates, yoga, vân vân. Thì nhìn chung đây đều là các môn mà cũng có số lượng người tập cũng tương đối là nhiều. Vì vậy thì mình thấy rằng về số lượng các môn thể thao hỗ trợ, Forerunner 25 sẽ có lợi thế lớn hơn so với Group P3. Về tính năng phân tích luyện tập chuyên sâu, đặc biệt là chạy bộ, thì cả hai mẫu đồng hồ này chúng ta đều hỗ trợ rất tốt. Và chúng ta sẽ có các chỉ số chung của cả hai mẫu đồng hồ này giống nhau như là tải luyện tập, tải chênh lệch giữa luyện tập ngắn hạn so với luyện tập dài hạn, thời gian phục hồi, chỉ số VO2max, dự đoán thành tích chạy marathon theo từng cự ly. Bên cạnh đó thì mỗi chiếc đồng hồ chúng ta cũng có những chỉ số khá là đặc trưng, như là với 25 thì chúng ta sẽ có chỉ số trạng thái luyện tập có hiệu quả hay là không, tải trọng tâm giữa các bài tập hiếu khí và yếm khí. Còn đối với Group P3 thì chúng ta cũng có chỉ số đó là năng lực chạy bộ cũng khá là hay. Tuy nhiên thì ở trên Garmin Forerunner 25 chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn một chút khi chiếc đồng hồ này có thể đo được các thông số động lực học chạy bộ như là guồng chân, chiều dài sải chân, độ nảy cơ thể, thời gian tiếp đất ở ngay trên đồng hồ mà không cần phải kết nối với cảm biến rời. Còn đối với Group P3, nếu như các bạn muốn đo được các thông số này thì chúng ta sẽ cần phải mua thêm một cảm biến Group Pod 2 nữa có mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng. Nói đến tính năng chạy bộ thì cả Group P3 và Garmin Forerunner 25 của chúng ta sẽ đều được trang bị tính năng dẫn đường bằng điều hướng, và đây chắc chắn sẽ là một công cụ rất đắc lực cho các bạn tham gia các cuộc đua hoặc là chạy bộ ở những cung đường mới lạ. Một tính năng chạy bộ nữa mà mình cũng thấy khá hay ở trên Garmin Forerunner 25 đó chính là tính năng đề xuất luyện tập hàng ngày, rất phù hợp dành cho những bạn nào chưa có một giáo án chạy bộ riêng và chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập theo đề xuất của Garmin. Ok, nãy giờ nói nhiều về các thông số thì nghe có vẻ cũng khá là phức tạp đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi về trải nghiệm thực tế và kiểm tra về độ chính xác của cả hai chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên với hoạt động ngoài trời thì mình sẽ so sánh về độ chính xác của GPS. Thì đây chúng ta đang có bản đồ được lưu lại giữa Group P3 và Garmin Forerunner 25. Thì với P3 chúng ta sẽ có đường bản đồ màu xanh, còn với 25 thì chúng ta sẽ có đường màu tím các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ phóng to bản đồ lên để xem là công nghệ GPS băng tần kép của P3 có tốt hơn được so với Forerunner 25 sử dụng công nghệ GPS đa băng tần hay không các bạn nhé. Thì đây chúng ta đang có đường GPS được lưu lại của cả hai chiếc đồng hồ này. Và chúng ta nhìn tổng thể thì có thể thấy rằng cả hai đường đều bám khá là sát nhau và sự sai lệch gần như là không có nhiều. Nhìn chung giữa đường màu xanh và đường màu tím thì đều bám đường rất tốt. Và ở khu vực này của chúng ta thì có nhiều nhà cao tầng, nhiều ngõ hẹp. Và hai chiếc hồ này thì đều thể hiện rất tốt. Nhìn chung là độ bám đường của chúng ta rất tốt này. Không có sự sai lệch nhiều, ngay cả trong những ngõ nhỏ, chẳng hạn như ngõ 25 Vũ Ngọc Phan này chẳng hạn này. Hoặc là trong con ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh này cũng rất là hẹp này. Nhưng ở khu vực này thì cả hai chiếc hồ của chúng ta cũng không bị lệch nhiều và độ bám đường vẫn rất ok. Như vậy thì có thể thấy rằng cả hai công nghệ GPS ở trên Group P3 và Forerunner 25 thì đều rất tốt các bạn nhé. Và sự chính xác gần như là hoàn toàn tương đồng với nhau. Tiếp theo là mình sẽ so sánh về sự chính xác của dữ liệu nhịp tim. Với Group P3 thì chúng ta sẽ có cảm biến nhịp tim thế hệ mới nhất của Group. Còn với Forerunner 25 thì chúng ta sẽ hơi thiệt thòi hơn một chút khi chiếc đồng hồ này được ra mắt vào năm 2022, cho nên mới sử dụng chip cảm biến nhịp tim thế hệ 4 của Garmin. Còn hiện tại chúng ta đã có chip cảm biến nhịp tim thế hệ mới nhất, đó là thế hệ 5. Nhưng mình vẫn sẽ so sánh xem là chiếc đồng hồ nào có sự chính xác cao hơn. Và với tiêu chuẩn thì mình sẽ so sánh với đai tim đeo ngực Polar H10 các bạn nhé. Và đây chúng ta có đường màu xanh là của Polar H10 này, đường màu tím là của 25 và đường màu nâu là của Group P3. Và chúng ta đang có biểu đồ nhịp tim ở đây. Thì xét về mặt tổng thể, nhìn chung cả hai chiếc đồng hồ này đều có sự chính xác khá là cao so với đai tim đeo ngực Polar H10. Nhưng thực tế mình trải nghiệm thì thấy rằng với cảm biến nhịp tim ở trên Group P3 thì chúng ta sẽ có độ trễ thấp hơn một chút so với 25. Thì ví dụ như là so với Polar H10 thì nhịp tim ở trên Group P3 chỉ trễ khoảng từ 2 cho tới 3 giây mà thôi. Còn với Forerunner 25 thì thường sẽ trễ khoảng tầm 5 giây. Điển hình nhất là ở những khu vực khi mà mình bắt đầu giảm nhịp tim này,
thì các bạn để ý có thể thấy đó là đường màu tím của 255 thì sẽ hơi bị tịnh tiến sang bên phải một chút. Điều này thể hiện là độ trễ của 255 lớn hơn so với Corupe 3. Đó, ở khu vực này này. Đó, khu vực này nữa này. Đó. Thì nhìn chung ở những khu vực là nhịp tim bắt đầu giảm thì chúng ta sẽ thấy rõ được độ trễ này. Còn khi nhịp tim tăng thì gần như là hoàn toàn tương đồng các bạn nhé. Ở những đoạn mà nhịp tim bắt đầu tăng này thì gần như là cả ba thiết bị thì đều hoàn toàn tương đồng với nhau. Và ngoài ra thì do độ trễ cảm biến nhịp tim của 255 lớn hơn cho nên là chiếc đồng hồ này sẽ bị tình trạng là không bắt được đáy nhịp tim của mình này. Nó chẳng hạn như ở khu vực này này. Đấy, khi Polar H10 và P3 đạt được thông số nhịp tim thấp nhất ở khu vực này nhưng chiếc 255 của mình thì vẫn đang nằm ở phía trên này. Đó. Thì ví dụ như với P3 thì đang là khoảng 123 này. Nhưng mà 255 thì vẫn đang đo là khoảng 130, 131, 132. Đó, hoặc là ở đoạn này thì cũng vậy này. Đường màu tím của 255 thì vẫn hơi bị nhô lên. Đó, ở những khu vực đáy. Đoạn này thì tương đối ok. Đó, hoặc là chúng ta sang đoạn này thì cũng vậy này. Đường màu tím của 255 thì vẫn đang thể hiện nhịp tim là 126. Còn với Corupe 3 thì chúng ta đang còn có 121 mà thôi. Và mình cũng có so sánh thêm một bài trải nghiệm khác nữa giữa Corupe 3 và Garmin Forerunner 255. Thì ở đây chúng ta đang có đường đồ thị nhịp tim của cả hai chiếc đồng hồ này. Với P3 thì là đang là đường màu xanh này, còn với 255 thì sẽ là đường màu tím. Và khi chúng ta có biểu đồ đồ thị của hai thiết bị, ở đây thì có thể thấy rõ nhất là về độ trễ của 255 sẽ lớn hơn so với P3 một chút này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rõ rệt hơn về độ trễ của 255 khi đường màu tím thì bị tịnh tiến hơn sang phía bên tay phải này. Đó, thì ví dụ như là khi P3 đang bắt đầu giảm nhịp tim rồi thì 255 sẽ đi chậm hơn một chút. Đó. Và cả những khu vực này chẳng hạn này thì chúng ta đó, 255 sẽ cũng có độ giảm nhịp tim trễ hơn so với Corupe 3. Đó. Hoặc là một số khu vực này này. Đó, thì đoạn này mình cũng đang đi bộ để hạ nhiệt này. Thì có một đoạn 255 cũng bị đo cao hơn này. Khoảng gần 10 nhịp so với Corupe 3. Như vậy một lần nữa mình có thể khẳng định là cảm biến nhịp tim ở trên Corupe 3 có độ chính xác là rất cao các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi kiểm tra về độ chính xác trong bài tập gym giữa Garmin Forerunner 255 và Corupe 3 các bạn nhé. Đầu tiên thì với Forerunner 255 thì chúng ta sẽ có khả năng tự động nhận diện được các động tác mà chúng ta đã tập. Thì cụ thể ở đây mình đã tập 3 bài, đó là chống đẩy này, bài tập gập bụng và bài squat. Thì đồng hồ cũng nhận diện được rất tốt cả 3 bài tập này. Và mỗi bài thì mình tập 3 hiệp. Và ở đây thì đồng hồ cũng thể hiện được từng số lần lặp lại của từng hiệp nhé. Thì ví dụ như là bài tập chống đẩy thì mỗi hiệp mình tập 10 lần lặp lại. Thì ở đây chúng ta sẽ có hiệp đầu tiên là đồng hồ đếm được 9 này. Như vậy là lệch 1. Và hai hiệp tiếp theo thì rất chính xác là 10 này. Còn sang bài tập thứ hai đó là bài tập gập bụng thì đồng hồ cũng nhận diện được đây là bài tập ngồi dậy này. Và số lần lặp lại thì cũng chỉ sai mất 1 lần ở hiệp thứ 4 này thôi. Và hai hiệp còn lại thì rất chính xác. Và sang đến bài tập squat là bài tập cuối cùng thì mỗi một hiệp mình tập 15 lần lặp lại thì chúng ta cũng sẽ có sự sai lệch nho nhỏ thôi. Ở hiệp số 8 và hiệp số 9 là sẽ bị sai lệch mất 1 lần lặp lại mà thôi. Như vậy thì với Forerunner 255 thì chúng ta có khả năng nhận diện được động tác cũng như là số lần lặp lại tương đối là chính xác. Và ngoài ra thì Garmin cũng có thể sửa được tất cả các bài tập cũng như là động tác này các bạn nhé. Ví dụ như là khi chúng ta bấm vào sửa đây này, thì ví dụ như là khi đồng hồ nhận diện sai thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại bài tập này. Thì ví dụ như là ở bài tập này, bài tập thứ hai chẳng hạn, chúng ta tập một bài khác thì các bạn có thể sửa và chọn trong danh sách này của Garmin rất nhiều bài tập, thì các bạn tập bài nào thì chúng ta có thể lựa chọn bài đó. Hoặc như là chúng ta cũng có thể sửa số lần lặp lại bị sai. Ví dụ ở đây thì mình sẽ sửa thành 10 lần lặp lại chẳng hạn. Ok, bấm xong. Hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi mức tạ.
Ví dụ ở đây chẳng hạn là mình tập hoàn toàn bằng body weight, tức là trọng lượng cơ thể, nhưng chúng ta cũng có thể sửa mức tạ chẳng hạn. Ví dụ như là chống đẩy chúng ta có để thêm mức tạ là 10 kg chẳng hạn. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa được tất cả các thông số này ở trên bài tập đã được đồng bộ sang ứng dụng Garmin Connect các bạn nhé. Và ngoài ra thì với Garmin Forerunner 255 thì chúng ta cũng có thể tải thêm được các bài tập hình ảnh động, thì có thể xem trực tiếp ở ngay trên mặt hiển thị của đồng hồ và chúng ta tập theo. Đây thì sẽ giống như là một tính năng huấn luyện viên ảo, PT ảo của Garmin vậy. Còn chuyển sang với Coros Pay 3 thì cũng giống với rất nhiều các mẫu đồng hồ khác của Coros thôi, thì tính năng tập gym ở trên chiếc đồng hồ này vẫn còn tương đối là sơ sài. Chúng ta sẽ không có khả năng tự nhận diện được động tác mà chúng ta đã tập, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ phải lựa chọn nhóm cơ mà mình đã tập một cách thủ công. Và đồng thời thì khi đồng bộ bài tập sang ứng dụng Coros thì chúng ta cũng sẽ không thể hiện được chi tiết từng hiệp mà chúng ta đã lặp lại bao nhiêu lần, mà thay vào đó là ứng dụng sẽ tổng hợp lại con số tổng số lần lặp lại của từng bài tập nhóm cơ mà thôi. Vì ví dụ như ở đây với bài tập chống đẩy, tức là mình chọn nhóm cơ ngực này, thì Coros Pay 3 đo được tổng là 31 lần lặp lại. Như vậy là chúng ta sẽ bị lệch mất một lần. Còn với bài tập thứ hai đó, bài tập gập bụng, thì Pay 3 đo được tổng là 26 lần. Như vậy chúng ta sẽ thiếu mất 4 lần lặp lại này. Còn với bài tập thứ ba đó, bài tập chân hông này, tức là bài squat, thì đồng hồ đo được là 43 lần lặp lại. Như vậy chúng ta sẽ thiếu 2 lần lặp lại. Như vậy thì về khả năng nhận diện được số lần lặp lại thì Pay 3 sẽ có sự sai lệch hơn một chút so với Forerunner 255. Nhưng quan trọng nhất đó là Pay 3 thì không thể nhận diện được các bài tập mà chúng ta đã tập này, mà thay vào đó thì sẽ phải lựa chọn nhóm cơ một cách thủ công. Và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ không thể sửa được từng thông số của từng nhóm cơ, hay là sửa được số lần lặp lại hoặc là thêm mức tạ ở trên Coros Pay 3 các bạn nhé. Như vậy thì với tính năng tập gym thì mình thấy rằng Garmin vẫn làm tốt hơn khá nhiều và đi vào chuyên sâu hơn so với Coros. Và mình thì cũng đã có kiểm tra thêm về độ chính xác trong bài tập chạy máy của cả hai chiếc đồng hồ này. Thì như trên hình chúng ta có thể thấy, với Garmin Forerunner 255 thì chúng ta sẽ có khoảng cách sai lệch chỉ khoảng 20m mà thôi. Còn đối với Coros Pay 3 thì lại có khoảng cách sai lệch lớn hơn tương đối, cụ thể là khoảng hơn 300m. Mặc dù cả hai chiếc đồng hồ này mình đã đều hiệu chỉnh lại khoảng cách một lần trước đó. Và như vậy thì có thể thấy rằng Coros Pay 3 nếu muốn chuẩn hơn thì chúng ta sẽ cần phải ít nhất thêm một lần hiệu chỉnh khoảng cách chạy máy nữa. Như vậy tổng kết lại thì có thể thấy rằng Garmin Forerunner 255 mặc dù không phải là một chiếc đồng hồ xuất sắc, nhưng lại khá là toàn diện ở trong phân khúc hỗ trợ tốt trong việc theo dõi sức khỏe hàng ngày, cho tới hỗ trợ nhiều môn thể thao luyện tập từ cơ bản cho tới nâng cao và đáp ứng được đại đa số nhu cầu của người dùng. Còn đối với Coros Pay 3 của chúng ta thì sẽ nhỉnh hơn 255 ở một số điểm như là thời lượng pin ấn tượng, màn hình cảm ứng, nghe nhạc offline, GPS và nhịp tim rất chính xác. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có một vài điểm trừ nho nhỏ ở trên Coros Pay 3 như là khả năng kết nối điện thoại chưa ổn định, hay là các chỉ số theo dõi sức khỏe thì vẫn còn hơi nghèo nàn, mà thay vào đó tập trung nhiều vào các tính năng chạy bộ, đạp xe hay là bơi lội. Và hy vọng rằng qua bài so sánh vừa rồi, các bạn đã lựa chọn được mỗi mẫu đồng hồ phù hợp đối với nhu cầu của bản thân. Và đừng quên rằng link mua hàng mình đã để trong phần mô tả của video rồi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.